Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Các bạn ạ, hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên của thị trấn Tính Túc của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng các bạn ạ. Đây là một cái chợ phiên của đồng bào người Tây, người Nùng và người Dao. Giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá một cái chợ phiên vô cùng là thú vị ở trên Cao Bằng này nhá các bạn nhá. Chào các cô nhá. Hồng này là hồng ngâm hả cô? Mình ngâm chưa ạ? Ngâm rồi à? Ăn được rồi. Ăn được rồi. Hôm nay thì mình bán bao nhiêu tiền một cân ạ? Cân 25.000. Cân 25.000 à? Ở đây thì mình thấy họ bán một ít những cái đồ măng này các bạn và một số đồ nông sản. Tôi chào cô nhá. Cháu hỏi chút, đây là măng trúc à? Măng sạt à? Măng sạt à? Măng này thì mang về xào nấu ăn ngon nhỉ? Hầm xương. Hầm xương ngon lắm, xào ăn. Cái này tìm trên rừng hay là nhà trồng đấy ạ? Trên rừng. Trên rừng à? Mình tìm trên rừng. Trên đỉnh đèo phía bắc, phía bắc gì đấy đúng không? Vâng, cháu cảm ơn nhá. Cái này là nó như kiểu là trên rừng, như kiểu mọc cái rừng trúc ấy đúng không ạ? Cái này nó mọc quanh năm hả cô? Mọc không, mùa này nó mới mọc. Mùa này mới mọc thế ạ? Tức là cô đi mua chứ? Phải bán. Cũng bán á? Vâng. Thế cô này cũng bán à? Vâng. Thế cô của cô đâu? Hai là người chung nhau à? Giúp bà với bà bác à. Vâng, không giúp chung nhau. Vâng. Giống này bóc hai nhỉ, không cần dao luôn nhỉ? Vâng, không cần dao. Quay phát ra luôn. Quay một phát. Đây thì mình bán thế nào ạ? Cân 25.000 này. Cân 25.000 được, rẻ được. Bóc xong rồi đúng không? Bóc xong rồi cân 25.000. Vâng. Bằng các bạn. Đặc sản ở trên Nguyên Bình Cao Bằng này nha các bạn nhé. Còn cô là mặc trang phục của người gì đấy ạ cô? Dạ. Cô là người gì đấy? Người Dao. Người Dao à? Bên này gọi là Dao gì? Dao tiền hay là Dao tiền. Dao tiền à? Vâng. Đây là trang phục của người Dao tiền ở bên Cao Bằng này. Dạ vâng ạ. Cũng tìm ở trên đỉnh đây luôn ạ. Các bạn ơi, đây là nấm Ngọc Khẩu này. Đây nấm đực nha các bạn nhé. Nấm Ngọc Khẩu này mình cũng tìm trên đỉnh núi đấy hả chú cô? Vâng, dưới đây không có. Ở dưới đây không có, trên đây nó lạnh mới có đúng không? Cái này mang về ngâm rượu này các bạn. Mang về ngâm rượu để bổ thận tráng dương nha các bạn nhé. Này Ngọc Khẩu đực ấy. Các bạn mang về rửa sạch đi xong là ngâm. Nhà ai nhu cầu mua thì alo cho Lượng nha các bạn nhé. Vâng, chào các cô nhé, cảm ơn các cô ạ. Chúc các cô đắt hàng. Con gà này thì bán thế nào để bao tiền ạ? 130 một cân ạ? Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đây họ bán khoai này. Chào cô nhá. Cháu quay chút. Khoai này bán bao tiền ạ? Khoai này 25. 25.000 một cân ạ. Vâng, cảm ơn cô, chúc cô đắt hàng nhá. Các loại rau củ quả rất là nhiều các bạn. Chào cô nhá. Cái đố này thì mình bán thế nào đấy ạ? Cân 35.000 ạ. Còn đây là gạo 31 cân 14.000. Cân 14.000. Vâng, chúc cảm ơn cô nhá, chúc cô đắt hàng ạ. Ở góc này thì họ bán các loại nông sản và gạo các thứ này các bạn. Và chào chị nhá. Thanh Long này nhà chồng hay nhập đâu về đấy? Nhà chồng. Bán thế nào đi ạ? Cân 15.000. Cân 15.000 à? 15.000 một cân Thanh Long. Thanh Long ruột đỏ hay ruột trắng đấy? Trắng. Trắng thôi à? Không trồng loại đỏ à? Trồng loại đỏ nó ngon hơn chứ? Chưa chín à? Cảm ơn chị nhá. Chúc chị đắt hàng. Đây là lần đầu tiên là Lượng đi chơi và khám phá chợ bên này các bạn ạ. Mình thấy có rất là nhiều điều thú vị này. Chào chú nhá, Thanh Long à. Cái này là hạt bí đúng không ạ? Này hạt bí à? Đấy, hạt bí mang về rang ăn đấy nhờ. Rang ăn ngon đấy. Chuẩn bị vào mùa đông tới nơi rồi các bạn. Mang hạt bí vào về rang nhấm nháp ăn tuyệt vời. Chào chú nhá. Ong à? Con ong này con mẹ nó màu vàng à? Ong này thấy lần đầu tiên đấy. Ong này gọi là ong gì đấy chú? Ong đấy thì vỏ vẽ à? Vỏ vẽ hay là ong gì cũng thua. Trước thì ong này nhiều nhộng thật. Cảm ơn chú nhá. Chào cô nhá. Vịt này bán bao tiền một cân hả cô? Cân 80. 80, con gà bên này hả? Gà 120. Gà này gà ta đấy. Gà ngon chưa? Gà ngon đấy. Các bạn ạ, hôm nay thì trời mưa xong rồi là bắt đầu vào trời xe lạnh rồi. Cho nên là
một số người ấy, trời mưa họ ngại đi chợ các bạn, không thì chợ này đông lắm. À chép à? Ở khu vực này thì mình thấy họ trao đổi buôn bán hàng hóa rất là tấp nập. Đây là có ít gừng này, ít khoai này các bạn, khoai sọ là đặc sản trên vùng cao các bạn. Ở đây thì đa số là người giao các bạn. Trời lại đổ mưa xuống rồi các bạn. Thời tiết như thế này là lạnh lắm, buốt lắm các bạn. Đang nắng, đang hôm qua thì nắng to, xong là nửa đêm gió thổi rất là mạnh, xong là hôm nay trời mưa to, gió thổi mạnh lắm các bạn. Đây, mình đi vào bên trong này đưa các bạn đi khám phá nhé. Rồi, chào các cô ạ. Đây là hương mình tự làm hả cô? Hương tự làm. À, hương tự làm. Rồi, mưa gió quá, chúc cô đắt hàng nhé. Đến hết người rồi. Để ra phúc sen về đây. À, vâng. Chào chú nha, chúc chú đắt hàng nhá. Các bạn ơi, bên trong này là khu vực họ bán thịt lợn này các bạn ơi. Một khu vực rất là nhộn nhịp của cái chợ phiên này. Đây là khung cảnh buổi sáng sớm, người dân trao đổi buôn bán thịt lợn này. Rất là nhộn nhịp các bạn nhé. Đây thì một số người thì họ bán thịt lợn đen, một số người thì bán thịt lợn trắng các bạn nhé. Ở đây không như trên khu vực huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm của Cao Bằng đâu các bạn ạ. Huyện này nó thấp hơn sát thành phố cho nên là họ cũng nuôi lợn trắng rất là nhiều nha các bạn nhé. Vâng, này lợn đen hả cô? Bán bao tiền cân ạ? Cân 100.000. Cân 100.000 à? Ở rẻ nhỉ. Rồi cảm ơn cô nhé. Đây có bà cô bán bạc này. Bên tai à? Bên tai. Cái đấy bao tiền đấy cô? Đây 100. 100.000 một đôi. Giày bạc này, vòng bạc này các bạn. Bạc này là bạc của người giao hả cô? Bạc người giao, bạc trắng của người giao này các bạn. Đây, vòng cổ này, đây, vòng tay này. Và bên trong là những cái sợi để trang trí trong quần áo. Cô túi đẹp nhỉ, túi này đi đựng đồ à? Tự tự thêu hả cô? Tôi cảm ơn cô nhá. Đẹp rồi, xinh gái không? Cái này dây bạc à? Vâng. Cho xem tí được không? Này bạc trắng đi. Để cái này, để sợi này để làm gì đấy? Để đan cái này. Đan cái nào? À đan cái này cho em xem tí được không? À. Cái này là à, không phải. Cái đâu rồi? Đan cái nào? Đan cái này. À đan cái vòng này à? Cái này là đeo ở cổ đúng không? Hay đeo ở đâu ạ? À? Ở tay à? Cái này dây ở cổ đúng không? Vâng, của sa tích đấy. Của người giao đúng không? Hay là người tay đấy? Giao. À vâng, cảm ơn chị nhá. Vâng. Cái vòng này thì cái dây này bán bao tiền? 7 triệu. 7 triệu à? Nặng phết nhỉ? Vâng. Chị chúc chị đắt hàng nhá. Vâng. Đây chợ nào chị cũng đi à? Vâng. Vâng, cảm ơn chị. À, các bạn ạ, bên trong này là khu vực họ bán nông sản này. À, hôm nay là mưa gió nên là họ cũng ít người mang nông sản ra bán. Cháu cô nhá, đang tách đỗ à. Em mình tách xong mình bán thế nào đấy? Bán lạng 3.000. Lạng 3.000 à? Ừ. Nên là đồ trắng, đồ trắng, nó như kiểu đồ đen này đúng không, nhưng mà lại màu trắng đúng không? Vâng, cảm ơn cô nhé. Ừ. Tiếp tục đi vào trong này có chị bán măng này các bạn. Lại quay nhìn vào bán măng này. Bán măng này, bán khoai thiếc các thứ này, su su này, chào cô nhé. Chúc cô đán hàng. Đó, mưa nên là khu vực này vắng lắm các bạn. Nếu mà trời mà nắng to ấy, thì là chắc là nhiều người mang nông sản đặc sản ra bán. Vì là nhiều người ở sống ở trong những cái bản làng ấy, đi đường đường đất ấy, nên là trời mưa họ cũng không thể đi di chuyển ra ngoài khu vực dưới thị trấn này để đi mang hàng ra bán đâu các bạn. Họ có khi là để mai nếu mà tạnh họ đi chợ phiên khác bán hàng thôi các bạn. Chào bà chào cô nhá. Chanh này, quả chuối rừng này. Quả chuối rừng này bán bao tiền một quả? Quả 5.000. Quả 5.000 à, rồi, cảm ơn ạ.
Ơi chà, chào chị nhá. Có cái điệu đẹp nha. Chào cháu. Cháu quay cho em xem đằng sau cái chị. Cho em xem cái. Cái này mình tự làm à chị? Cái này ấm ấy nhỉ. Điệu điệu trẻ con mùa lạnh này ấm ấy nhỉ. Cảm ơn chị nhá. Khóc chứ, không khóc đâu nhỉ. Thích nhìn đấy nhỉ. Khu vực này thì mình thấy họ bán cái này. Bánh bánh à cô? Bánh tẻ. À vâng. Chào cô ạ, cháu hỏi đây là chim gì đấy ạ? À, người bán không ở đây à? Này như kiểu chim chà mào ấy các bạn. Chà mào hoặc chim xoan đấy. Họ nổ lông rồi nha các bạn nhé. Anh chào em gái nhá. Cái này dùng để làm gì đấy em? Cái này này. Cái này nó dùng để thêu. Thêu à? Thêu. Thêu vải của người giao à? À. Cảm ơn nhé. Xôi này là hai màu à, màu tím và màu trắng thôi. Bán nào để có gói kia bao tiền? Cái này gói là 10.000. 10.000 một gói thôi. Thơm thế. Này nếp nương hay nếp ruộng nhỉ? Nếp ruộng. Nếp ruộng à. Rồi. Chào ông, ông đi chợ à? Ông đi bán gì đấy? À, đi mua đồ à? Nhà ông ở gần đây không ông? Nhà ông ở gần đây không ạ? Ông biết nói tiếng Kinh không? À vâng, cháu cảm ơn nhá. Mưa lên chợ hơi vắng nhỉ cô nhỉ? Nếu mà trời nắng chắc chợ đông lắm ấy nhỉ? À trời nắng thì đâu. Vâng. Ngồi thân mà. Các bạn ạ, à, trời mưa to quá, người dân đi chợ cũng vắng. Giờ Lượng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Lượng trong ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.